cứ quanh 200. Hiện tại là có vua thứ hai, một thằng vua dân tông này cả nhà, đó thằng rinh rồi. Hello cả nhà nha, hiện tại em đưa một củ dúi siêu phẩm dân tộc về nhà cả nhà, tây rinh đó. Giờ phải bay đến 8 mét. Hả? Hello cả nhà nha, hiện tại là hai cò dúi mình đã về tới nhà rồi nha cả nhà. Đây là hai cò dúi dân tùng tông keo của mình đã về. Cái này giờ keo tầm 10 mét. Hàng này mình đứng ngoài xa gần 10 mét mới quay được, coi này cả nhà. Xa quá quay không thể nào mà vừa xa mà vừa keo á, không thể nào mà quay xem, quay cho mọi người xem được hết coi được. Mọi người xem cái tàng rinh của coi dúi dân tùng của mình này. Đây, tuy là trực nhưng mà kiếm một cái dúi mà tàng rinh như thế này mà để đưa về tới vườn được thì tôi gọi là một quá trình gian nan nha cả nhà, rất là khó. Dòng tông keo nhưng mà ở nhà dân á mà người ta không chạch cả nhà, ở nhà mà người ta không còn ớ nữa đó là nó mới có cái tàng rinh nha. Chứ còn đa số ngoài bờ ruộng hay là ngồi đồng rồi là người ta chặt hết rồi cả nhà, không có thằng người tông keo mà cành nhánh đẹp như thế này đâu. Không đẹp, đẹp mà còn múa nữa cả nhà, lách quanh 201 quả bao thì y chính luôn.
quả bao mình quấn lưới B40. Bào quá đẳng cấp quả bao này, rất là tròn luôn này. Chỗ này là có một cái phân tử lên, xung quanh này là rễ này, rễ này còn những cái bên rễ này, đế mình chưa khui ra. Cái này mà đế khui ra là đẹp, tại vì đế kèn xuống dưới là nó kèn phình. Để cả nhà xem này, kèn xuống dưới là cái đế kèn phình này. Rồi rất là đẹp luôn. Quả bao này đẹp lắm. Phía bên này thì cành nó rủ xuống cả nhà. Cái này là mấy cành này sẽ rủ xuống, nó bung tàn tròn luôn, như là tàn dù luôn cả nhà. Thì một cái dúi mà tàn rủ như này thì nó hơi khó nha. Đó. Dúi nhiều cò dúi to, nhưng mà chỉ một cò dúi mà cành mà nó rủ như nó rủ xuống như này là rất là khó. Quả bao thì quấn tròn đẹp. Nhà kia này. Cái cành rủ xuống hết này, như mấy cành này rủ xuống hết này. Đó. Một cốt. Cành bung quá đẹp. Cái tay ring. Quá là đẹp luôn cả nhà. Nó bung tròn đều luôn. Bung tròn đều luôn. Bầu coi này thì rễ cám hiện tại là rất là nhiều luôn cả nhà, rễ cám này dây luôn. Còn qua bữa nay là coi thứ hai, coi này hoành 200 đó, kêu dán tung luôn cả nhà, tay là bung đều đẹp. Coi này một cốt bành sóng nổ ra còn rất là đẹp, tôi coi luôn này. Đó, những bành sóng ra. Hai bên như nhiêu? Đều đẹp hết cả nha. Trời ơi, coi mà coi cái tông keo 10 mét cả nhà xem này. Tính cái bào đất nữa là chắc cái tầm 11 mét á cả nhà. Đó. Keo mà hương coi bằng len mất mà cả nhà. Chỗ này tạo như kiểu dán tung luôn nha cả nhà. Kiếm một coi mà tay riêng như thế này là rất là khó này. Cái này thì thấp hơn. Bên này là coi vú sữa mình đã dâm uống, hiện tại đã xong khỏe. Bên này là coi dúi. Dúi van 195 cách góc 1 mét. Bên kia là dúi sữa. Dúi sữa bay. Dúi sữa bay 10 mét. Dúi sữa bay lách. Dúi sữa cũng hàng khó kiếm nha cả nhà. Đó, hàng khó kiếm. Em Trường mới vừa thuê vườn mạch đường này. Vườn mạch đường này tối là có điện rồi, ví dụ mà về tối thì mình vẫn tưới nước bình thường, ok cơ. Rồi anh em nào yêu mến cái này thì liên hệ với em Trường nha, hiện tại là mình đang đứng ngoài đường luôn đó.
rồi video của em Cường cũng xin tạm dừng nha. Mọi người nhớ đăng ký kênh của mình để xem những video lần sau. Cường tạm biệt cả nhà nha. Quá đẹp.